Mới đây, phóng sự nghiên cứu lịch sử Thiên hạ đệ nhất kiếm trên đài CCTV thu hút hàng triệu lượt xem. Theo nội dung phóng sự, khi khai quật tại ngôi mộ trên núi Vọng ở Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc năm 1965, giới khảo cổ từng sửng sốt xử, rút kiếm khỏi bao, cổ vật vẫn sáng, lưỡi kiếm sắc bén, không hề bị rỉ sét dù trải qua hai thiên niên kỷ dưới lòng đất. Qua khảo cứu, giới chuyên môn xác định hai dòng chữ khác trên thanh kiếm là Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng kiếm, loại chữ là điểu triện. Cổ vật được làm chủ yếu dài 56cm, rộng 4,6cm, phần cán được khảm lưu ly màu lam, một loại đá quý thời cổ đại. Lý do thanh kiếm sắc bén cũng được nhiều người quan tâm. Sau khi đưa kiếm ra khỏi ngôi môi, một nhà khảo cổ rất cẩn thận nhưng vô tình đứt tay vì chạm vào lưỡi kiếm để thử đổ bán các nhà khảo cổ xếp chồng 16 trang giấy trắng lên nhau. Bất ngờ vì kiếm giấy chỉ với một lần chặt. Theo các nhà nghiên cứu, kiếm được làm bằng chất liệu tốt, ít tạp chất. Thợ đúc kiếm sáng tạo phương thức tổng hợp kim loại, rèn đúc đạt trình độ tinh xảo. Ngoài ra, bao kiếm sơn mài thô làm tốt nhiệm vụ bảo vệ thanh kiếm bên trong, giúp chống ẩm, chống ăn mòn. Hơn nữa, đất ở khu mộ ít oxy, Lớp thạch cao của quan tài giúp ngăn cách thanh kiếm với thế giới bên ngoài, bảo vệ cổ vật. Được biết, thanh kiếm từng được đưa ra nước ngoài triển lãm, nhưng từ năm 2014, kiếm được danh sách cổ vật không được phép xuất cảnh. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra lý do chính xác vì sao thanh kiếm trải qua hàng ngàn năm vẫn không bị reset.